Dạ quý khán giả thân mến, sớm cũng vừa mới nhận được hơn 1 tấn thanh long của anh Tội ở dưới chợ gạo Tiền Giang đó. Thì bây giờ mình sẽ để đây. Hôm nay thì có rất là nhiều rau củ quả lá, cho mình sẽ soạn rau củ quả lá mình trao trước, còn thanh long cho để ngày mai. Rồi bây giờ bên đây thì mấy chị đang chuẩn bị soạn đây. Đấy, hôm nay nhiều lắm, hôm nay thì Khương vừa nhập về thêm su nè, với lại bí, với lại cà tím. Còn ở đây hồi nãy dạ một chị ở dưới Bến Lức, chị gửi lên cho Khương vừa là mướp rồi bí thì nhiều lắm. Rồi mới đây thì là anh Tội gửi lên cũng rau cần cua đây, rau cần cua tắc nữa. À có tắc nữa nha, có tắc nữa, chia tắc ra đây. Đây sớm của Khương vừa đây, hôm nay đông. Hôm nay là chuẩn bị một địa điểm, một địa chỉ duy nhất. Sáng giờ nhận quà lại rai rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có trứng, vẫn còn thiếu trứng. Rồi giới thiệu bà con cô bác bánh mì nhân. Chị Út, chào giá chị Út. Đây là bảy, bảy em bảy. Chào khán giả em bảy. Đây là mợ Út. Đây là anh Đông. Đây là chị Hai. Quá trời rồi. Ngồi lộn xả là không giới thiệu được. Nói chung là người sớm nguyên vừa Khương vừa là đầy đủ hết á. Mấy ông thì đang dạ ừ. Tôm đó. Mấy ông thì đang đang giác vô. Còn mấy bà thì đang soạn. Hôm nay là có rau cải rồi nè, xà lách rồi nè, với đây cần cua mình phải chưa gom trước. Cần cua làm hết luôn á. Sao vô gì Ở bên kia bỏ thịt. Bỏ cần cua hết chứ đi. Cần cua bỏ rau rồi. Nhiều lắm. Cà này hôm qua trao còn. Cần cua này cần cua vườn bà con cô bác, cần cua vườn á, ở dưới vườn ta hái lên, hái cũng cực lắm á, ngon lắm. Cái này mà ngày thường mà có xào thịt bò là báo phát bóp gỏi, bây giờ dịch thì không có kiếm đâu ra thịt bò, có thịt heo à. Nói chung tranh thủ cho hết mấy cái phần này đi rồi thiếu thiếu mình bù mấy cái kia, chứ để lát dư là chiều nó hư á. Còn này là ba cái đậu bún với lại xả mà hôm qua ở của 1-200 phần á, soạn cho Khương vừa. Nhưng mà cái này cho mình soạn ra rồi mình để gom nhiều mình cho bột bọc nhiều vậy luôn nè. Rồi đây là bỏ cua nhiều đi, cua còn nhiều lắm á. Nay có cua nữa hả? Nay có cua, nay có cần cua. Cần cua rau cần cua quá phủ có nhá. Ở bên đây thì đây là có ở đây có bà ngoại, đây bà con bà ngoại bên đây, bà ngoại chào bà ngoại không thấy. Đây là ông Nguyệt, đây bà xã Khương Dừa, bà xã Khương Dừa bịt cái đầu không thấy gì trơn trời. Bé Diễm, bà Bảy, đây bà xã anh Tâm. Thôi giờ mình không có chỗ chen vô để mình làm luôn, là khiên phụ đi. Cái gì của cà. Cà bỏ thịt vô luôn dạ. Hả, buộc không được luôn ha? Nặng ha, nó bịch tao nặng nhiều. Cái này rau không à, không có củ, không qua bịch củ mới nặng. Cần cua ngon quá ha. Lấy chân tắc bỏ vô. Có tắc nữa đó. Có tắc nữa. Bỏ tắc vô luôn đi. Tắc anh bỏ dài dài đi nè. Tắc á. Dễ hả? Chứ mình tắc mình bỏ chung mấy cái này nè. Tắc bỏ len lỏi vô được. Ơi cần cua luôn hả? Bao cần cua luôn.
Này về nhà vườn ta hôm qua là báo ở dưới vườn mấy chắc anh Tội với lại chắc bà con cô bác rồi cắt lên rồi giờ mấy chị hôm nay mới chuyển lên nè, mình không có chỗ ngồi luôn rồi, không có chỗ ngồi để làm. Ở đây là đông đủ hết luôn á, chỉ có hình như có mình ông ngoại là ở trong nhà giữ mấy đứa nhỏ thôi. Mấy đứa đứng xách cái bịch ngoài không biết làm gì. Cũng may là cái ở nhà của ba vợ con vừa có một cái sân, khoảng sân rộng để làm đó. Rồi ở đây là cái xóm nên mọi người gom lại để làm, không có ai đi ra ngoài nên an toàn. Chứ mà nếu mà ở ngoài mặt đường không có chỗ làm là thua luôn. Cũng giống như bé Trang á, bé Trang cũng đang làm, bé Trang nó bây giờ chỉ thị thì phải chấp hành theo cái chỉ thị, theo cái quy định. Cho nên là ở bên bạn ở Trang không có gom là mấy anh chị để làm giống như sớm Phương Vừa được, thì mình làm ở ngoài đường á, bé làm ngoài đường không được. Phương Vừa mới kêu bé liên hệ ở phường nhờ họ cho mình cái địa điểm rồi mua về mình tập kết, rồi khi mình làm chắc phải mặc bảo hộ được. Còn này tại vì trong xóm Phương Vừa mọi người ở trong đây không à, làm nó an toàn. Ủa cho ông phụ với làm công đoạn nào ông phụ với trời thiệt luôn, công đoạn nào đâu có kịp anh đâu thiệt. Dư người quá hả? Cái độ thua có độ, mình vô ngày còn 600 phần quà được mà, 600-700 phần quà hành đó hả? Trời ơi thiệt luôn á, sao buộc đây nè, buộc đi. Trời ơi nó nhiều, nhưng mà bây giờ mình phải trứng sắp tới chưa chung vậy, nửa tiếng nữa em gọi xe tới đi để mình đi trao liền chứ thôi để hành à, chứ thôi để trễ quá là nó xuống. Để đặt ở trong nhà anh Quy đi, để trong nhà anh Quy đi, để trong mát đó cho nó héo nha. Đông quá ta, bao nhiêu người đó, quá trời. Rồi bánh mì đổ ra, cua đẹp quá. Hôm nay là rau lá ha, rau đủ loại lá luôn. Hôm nay Khương Dừa phụ với em mọi người trước, rồi xong lát Khương Dừa sẽ cập nhật danh sách của bà con cô bác đồng hành với Khương Dừa. Chứ thôi Khương Dừa đọc cái danh sách xong mấy chị làm xong mất tiêu rồi. Có gạo hết, 150 mấy phần, 157 phần gạo. Có đủ không nha anh? Đủ, đủ, không đủ thì mì canh này phải không? Tối nay về gạo chưa? Có nhiều anh chị gửi tiền cho Khương Dừa, dặn Khương Dừa mua gạo luôn. Nhưng mà gạo thì Khương Dừa sức canh hết thì Khương Dừa mua. Dạ. Chứ không, chứ có nhiều khi anh chị gửi, nhiều khi dặn Khương Dừa như mua 1 tấn gạo, rồi nhiều khi anh cái ngày mỗi anh chị kêu Khương Dừa mua 1 tấn gạo á, cái Khương Dừa gom lại mua Khương Dừa mua 1 lần nè. Dạ. Có nhiều anh chị thì dặn mua rau, có nhiều anh chị dặn mua sữa. Dạ. Nhưng mà Khương Dừa sẽ điều phối, Khương Dừa sẽ canh cái gì hết cái gì thì Khương Dừa theo kêu coi theo vô chú của anh chị Khương Dừa mua luôn. Cũng may là thịt này còn lấy được,
chứ không lấy thực thịt là cũng không biết, quà sẽ không có gì luôn, không có thịt với lại có trứng. Mà quà lần đầu, mấy ngày đầu tiên Phương vừa trao cho bà con nhiều phần quà, một phần quà rất là nhiều, nhiều món để bà con cô bác mình có để mình dùng. Giờ thì không có lấy nhập được hàng, thiếu khô, thiếu chao. Hết thịt hả? Khiên thịt qua, khiên thịt qua nhân ơi. Dập á, cái bịch mình nhỏ quá, tại cô không biết ngày nào có rau nhiều rau ít, mua bịch cỡ này chứ phải biết phải như này, phải bịch mua trước các bà con quá, mua bịch trễ quá không có bịch, không có bịch chứ phải ấy, mua bịch bự bự cho bà con đụng còn nhiều luôn. Rồi để đây. Thịt, cái thịt này kho ăn cũng được 2 ngày à. Nhà người hai người. Ở ngoài kia thì mọi người đang vô gạo đó, ngoài nhóm mấy đàn ông thì đang vô gạo. Đó là gì? Mấy Khương vừa yếu quá nên được ship vô làm chung nhóm với mấy chị em. Không đang làm gạo là không lại. Cua vườn á, các căn cua này ở vườn Thanh Long á chị. Thanh Long là vừa căn cua nhiều lắm. Dưới mấy vườn Thanh Long á. Còn cua này ai biết dùng là ngon lắm, còn sợ không, có nhiều anh, nhiều bà con không biết dùng. Bây giờ rồi kiếm rau cỏ, cả rau cải được cũng khó. Vô đây phủ bánh mì ơi, bị kẹt đây nè. Nhân bỏ hành đi Nhân ơi, để bánh mì nó cột, nó xách ra luôn cho thiếu hành. Còn hành nữa rồi. Đây. Trời ơi. Cái bịch rau này mà ngày thường ngày đi chợ mua một bịch rau gì cũng tiền không á. Ha. Rau ngon quá trời. Quan trọng là rau vườn á, rau vườn ngon. Sữa ơi, sữa ơi, qua đây sữa, qua đây con, chào ông bà cô chú anh chị ơi. Trời, sữa giờ không ai giữ cho trơn, mình lang thang trơn mình vậy đó. Cha mẹ bận làm rồi, ông bà ngoại cũng làm. Chào quý giả nè, chào con đi đâu? Cha đang tay dơ, tay dơ cha cầm thịt vô mượn chị hai giỏ. Chào tạm biệt ấy. Chào tạm biệt. Chơi tự chơi mình vậy đó, đỡ. Chơi cho chị bịch cần cua nữa hả? Còn cần cua không? Ba cần cua. Đúng rồi, ba cần cua. Ba cần cua luôn, ba cua luôn hả? Ba cua luôn. Này có cần cua. Nhỏ đưa nè. Đây chút thôi. Vô vô vô. Cái ngọt cần cua rồi xà lách nữa. Có xả này, cái mấy cây xả này không biết làm gì nè, làm thuốc mắm hoặc kho thịt chứ không biết làm gì. Xả hả? Xả một bao hả? Ý là có mấy cây không biết làm gì. Sắp xong rồi. Đây, có rồi, không có được nữa. Đồ, bánh mì làm nhanh ha.
bánh mì là đúng là dân cột bánh mì luôn đó. Sắp xong rồi đó, lát bạn quy công an xã nó cho mấy chục cái thịt đó, có mấy chục cái cá, lát nếu có cá thì mình soạn vài chục phần vào mình cho bà con gần đây luôn. Hết chưa, ở cần cua còn nhiều kìa. Trời ơi, số mình ăn không xin lợi ít ăn nha. À, cho hết nè, còn gì ăn lấy không? Ok, không còn thì thôi. Còn muối, ừ, muối. Tại vì ở dưới vườn mấy anh chị cũng có dặn Khương Dừa nói để lại cho sớm Khương Dừa dùng với. Bỏ gàng cua này với xà lách vô, cho đầy luôn đi. Rồi rồi, xà lách vô xuống đi. Ồ, nhanh quá ha. Quá trời. Hết thịt luôn rồi. Hết thịt luôn rồi. Xong. Nó là cóc tóc luôn rồi, ngon quá. Để sớm Khương Dừa là giờ là làm cái năng suất mà công suất là bằng bằng cả xã luôn á, dưới xã luôn á. Xã với mấy anh chị cũng làm cũng cực lực lắm. Rồi sớm như Khương Dừa nhà đông á, rồi mọi người làm quen á. Nên rất là nhanh. Dạ. Thật 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 thật. Vậy Thanh Long rồi mai mới cho được. Không, bây giờ anh nghĩ cho cứ kèm theo có xe tải lớn mà mình không có thùng, có bao cho họ thôi, cứ lát vô bao gửi cho sớm đó, có một sớm mà tại đi có một chỗ mình cho họ vài bao, dạ vài bao lông họ chia ra như người hai trái vậy. Ừ, lát chia ra đếm cho, tại mình đi có một chỗ thì mình đếm luôn chân hộ hai trái dùng. Xong nha, hết thịt rồi con hả? Vậy bên kia rồi, gom lại giờ tụm lại rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, rồi bây giờ mới cập nhật cái danh sách của mình trao cho Khương Dừa. Đọc danh sách này, tại hôm nay danh sách dài lắm, tự nhiên Khương vừa đọc xong rồi sợ xong cái là không được. Đây rồi con cô bác, hôm nay là ngày 1 tháng 9 2021, giờ bước sang đầu tháng 9. Khương vừa xin kính chúc bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc bà con cô bác một kỳ nghỉ lễ thật là an lành hạnh phúc, quay quần bên gia đình. Rồi ở đây là có Vương Lam gửi cho Khương vừa 2 triệu đồng, Khương vừa cảm ơn. Trương Thu Vân, chị Vân, chị Vân chị gửi về cho Khương Dừa rất là nhiều lần rồi, để hỗ trợ cho bà con cô bác. Thì hôm nay chị có gọi cho Khương Dừa, chị dặn cho Khương Dừa là nhất định là phải gửi cho những cái tên mà chị nói, còn không gửi là chị không có gửi về. Tại vì đa số là chị gửi cho xóm trọ với mấy đứa nhỏ không à. Khương Dừa bữa Khương Dừa nói với chị là thôi chị gửi cho bà con cô bác đi, chị gửi em có nhận đâu, hoặc là em cũng sẽ chuyển cho bà con cô bác à. Thì chị nói là nếu mà không có nhận thì chị không gửi về. Thì thôi Khương Dừa cũng thay mặt mấy đứa nhỏ với lại xóm trọ Khương Dừa cảm ơn chị rất là nhiều. Coi như mấy đứa nhỏ nhận lì xì 2 tháng 9. Dạ, Khương Dừa cảm ơn rất nhiều. Đây chị dặn Khương Dừa là chị gửi về đây 1000 đô, chị dặn gửi Khương Dừa xóm trọ Khương Dừa 400 đô, gửi cho 2 đứa con Khương Dừa 100 đô, gửi ốc tiêu Nhật Lâm là 2 đứa cháu 100 đô, gửi cà na xí muội 100 đô là con của hai ốc tiêu Nhật Lâm là con của 4, cà na xí muội là con của bà chị 2, gửi ông bà ngoại nữa chứ, gọi 100 đô. Rồi anh này anh phong vợ mất nuôi con 7 tháng tuổi là 100 đô, với đại bé Thảo vị nến với bình chánh 100 đô. Dạ, Khương Dừa cảm ơn chị rất là nhiều. Tiếp theo là Phạm Lê Thanh Anh gửi anh Phong 2 triệu 3, Phan Lan Thanh gửi 13 triệu 464 ngàn đồng, Hana Ngọc Phan gửi 4 triệu 994 ngàn 880 đồng, một mạnh thường quân dấu tên gửi cho anh Phong 500 ngàn đồng, một mạnh thường quân dấu tên gửi cho anh Phong 1 triệu đồng,
Lê Thị Kim Cương gửi 1 triệu đồng. Phan Thị Lệ Quyên gửi anh Phong đang nuôi con 7 tháng tuổi 500.000 đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi 1 triệu đồng. Và một Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 500.000 đồng. Anh Hải gửi bé Hồng 10 triệu đồng. Anh Hải là người mà hay đồng hành với Khương Dừa trong cái việc cất nhà cho bà con cô bác, cũng như là anh là người mà gửi tiền để Khương Dừa trao tiền hàng tháng cho ngoại giấy số đó. Thì bữa trước anh có gửi cho bé Hồng 10 triệu rồi, nhưng mà hôm nay anh sợ là bé không bán giấy số được, rồi có một thân một mình không ai chăm lo, không có tiền bạc tiêu xài, anh gửi thêm 10 triệu nữa. Khương Dừa cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ đây một Mạnh Thường Quân dấu tên gửi cho anh Phong 1 triệu đồng. Dạ hôm nay là Mạnh Thường Quân gửi cho anh Phong nhiều á. Dạ Nguyễn Ngọc Thùy Dương gửi anh Phong 300.000 đồng. Trần Mỹ Vân 3 triệu đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 300.000 đồng. Nguyễn Đức Ngọc Quy gửi anh Phong 1 triệu đồng. Phan Phạm Minh Tuấn gửi 10 triệu đồng. Tiểu Mụi Mụi gửi anh Phong 200.000 đồng. Dạ Thanh Hằng gửi 5 triệu đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 1 triệu đồng. Phạm Thùy Thị Thùy Trang gửi 1.999.000 đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 500.000 đồng. Trung Phạm gửi anh Phong 200.000 đồng. Thanh Tâm gửi anh Phong 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 500.000 đồng. Linh gửi 200.000 đồng. Này gửi quỹ nha bà con các bác. Mai Thị Thùy Duyên gửi anh Phong 500.000 đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi anh Phong 400.000 đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi 2 triệu đồng. Nguyễn Thị Hồng Diễm gửi 500.000 đồng. Lê Dương Huệ gửi anh Phong 2 triệu đồng. Mạnh Thường Quân dấu tên gửi 2.269.000 đồng. Nguyễn Thị Thủy Tiên và gửi 10 triệu đồng. Bà con cô bác thân mến, thì hôm nay Khương Dừa có kêu mốt tổng kết quỹ cho Khương Dừa tới hôm nay luôn. Thì quỹ Khương Dừa hiện tại Khương Dừa còn giữ là 327.250.000 đồng. Tuy nhiên hôm nay mình mua thịt với lại mua trứng thì mình chưa có thanh toán. Nhưng thanh toán thì nó sẽ còn không tới số này. Với lại tối nay Khương Dừa sẽ nhập về khoảng 5 tấn gạo nữa. Dạ rồi. Ngoài ra thì anh Tội thì cho thanh long, chanh, xả, rau. Hồi nãy Khương Dừa có quay clip cảm ơn, cũng cảm ơn anh rồi. Dạ đây là một chị Mạnh Thường Quân ở Bến Lức, chị gửi 300kg rau. Nhưng mà chị này rất là đặc biệt, chị đang ở trọ. Chị nói là chị ở trọ với Bến Lức, chị cũng đỡ hơn. Chị cũng khó khăn nhưng mà chị cũng đỡ hơn mọi người, nên chị cố gắng chị mua 300kg rau. Hồi nãy Khương Dừa lấy mướp, bí đồ ngon lắm, rồi để gửi cho bà con cô bác gặp khó khăn. Khương Dừa cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay có chị Thu hỗ trợ xe chở thanh long ở dưới Tiền Giang lên giùm Khương Dừa. Chị Phương sẽ hỗ trợ xe chở quà để đi trao ở đây. Và điểm phát quà ở đây là khu phố K18 tổ 1C đường số 5 ấp Thống Nhất 1 xã Tân Thới Nhì Hóc Môn. Ở đây thì có 157 phần. Để một xíu Khương Dừa sẽ gọi cho bạn nước Khương Dừa. Để mượn gọi bạn luôn. Quý khán giả thân mến, Khương Dừa gọi bạn là hôm nay sẽ có quà tới. Còn số tiền của anh Phong nè, của anh Phong thì xíu Khương Dừa sẽ tổng kết lại, rồi Khương Dừa với lại còn Tư sẽ đi xuống dưới trao luôn. Với lại bé bị tiểu đường được gửi 2 triệu đồng, Khương Dừa sẽ xuống dưới trao luôn. Em có hỏi là có bao thùng sữa không chú? Dạ. Ở đây có bao nhiêu sữa? Chỗ này hả? Có hỏi chưa? Để anh gọi luôn. Đây không số này không? Không, đây nè. Do hôm nay Khương Dừa không đi được nên Khương Dừa sẽ gọi điện, Khương Dừa báo là sẽ chuẩn bị quà tới cho sớm trọ của bạn. Rồi hỏi thăm thôi. Dạ. Tại không một xíu Khương Dừa phải đi xuống kia Khương Dừa trao quà. Bà. Bạn tên gì? Bạn tên gì chứ? Hoàng hả? Rồi sau một vòng thì sớm Khương Dừa đã chuẩn bị xong rồi đó, nhanh không? Đó, sạch sẽ gọn gàng, làm cấp tốc thần tốc luôn. Để giờ em gọi xe tới chưa? Gọi xe tới luôn đi, rồi trứng tới mình soạn trứng rồi mình chuyển luôn. Còn trứng nữa. Hôm nay soạn xong thì còn bao nhiêu rau đây để ngày mai mình trao tiếp nha bà con cô bác. Alo Hoàng không mẹ? Đúng rồi. Anh Khương Dừa nè. Anh không biết lớn hơn nhỏ hơn nữa biết xưng đâu. Anh Hoàng, sớm em mới chuẩn bị 157 phần quà đó. Giờ xe họ chuẩn bị họ xuống họ gửi cho mình. Một phần quà có bịch rạo, có bịch gạo, một rau, trong đó rau có thịt luôn nha, với lại trứng.
Dạ. Với lại em sẽ chuẩn bị khoảng hơn 300 trái thanh long á, thì anh gửi cho một một nhà với hai trái thanh long ha. Dạ. Cái đó hả, không không có vô bịch nhưng mà để vô bao đó rồi xuống với anh đứng lên anh trao cho mọi người giùm em nha. Dạ. Số mình là, anh là chủ nhà sao anh? Không á, là cái chợ là phải chủ. Dạ. Anh là chợ chứ không phải chủ. Anh ở chợ hả? Ở chợ. Dạ. Quê ở Tây Ninh á. Dạ. Mà sớm mình đông dữ thần vậy hả? Dạ. Trăm năm mấy phòng luôn ha, phòng luôn ha. À, nguyên cái khu này luôn đó anh. Dạ. Nhưng mà bữa giờ đồ có bạn. Đường này là có hết cái khu nhà trọ. Đường này luôn tại đông lắm. Dạ. Những người các nơi ở tỉnh như có miền Tây có luôn, miền Tây cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng bữa giờ mình có được hỗ trợ gì chưa anh? Dạ cũng được chính quyền xã cho cũng 5 kg gạo cho này cũng đầu rồi. À cho quý xã, cho gạo ha. Dạ. Với lại nhiều khi này dạ, gạo với rau, này cũng gạo không ạ? Với rau với dạ. Nói chung là cho cái lúc mà nói chung thằng ký gạo cũng đã thấm thâu rồi đâu. Dạ. Tại vì nhiều khi cũng đông quá rồi và dạ. Địa phương họ cũng không trợ được hết. Nó cũng nhờ mạnh thường quân. Dạ. Vậy ủa sao cho chủ trọ rồi ở anh ở đó nhiêu tháng? À dạ ở đây là khoảng 8 mấy một phòng, 8 mấy. À rồi mình có được miễn giảm gì không anh? Dạ có giảm cho hồi tháng 7 rồi ạ. À. Giảm 1 tháng 7. Giảm là được nhiêu anh? Dạ. Giảm được nhiêu anh? À, giảm cho 1 tháng luôn. À họ họ miễn nguyên tháng luôn ha. Dạ. Vậy cũng đỡ. Vậy thôi dạ. rồi cũng nhưng mà nghe nói bữa giờ anh cũng kêu gọi chia sẻ lắm mà thấy nhiều quá người ta không có giúp được hả? Dạ dạ nhiều quá. Không. Dạ, tại vì cái quà thường thường người ta chuẩn bị 50 phần, 20 phần. Còn 157 dạ. Phần tại là nhiều hơn một xã. Dạ. Nói chung là mình tin mình giúp cho mọi người chứ đâu mình tin cho cá nhân mình được. Đúng rồi. Dạ. Thì không lẽ anh xin một mình anh, không lẽ anh xin giả trọ anh dạ. Có mấy người thì nó kỳ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng dạ, mà một xíu nữa là anh là người nhận rồi anh nhận rồi anh đi trao cho bà con ha. Dạ anh nhận xong hết không, cái mình kêu từng người ra chứ mà ra đông có đang dịch bệnh này đang giãn cách xã hội nó ra đông đó là mệt lắm không? Đúng rồi anh kêu theo từng giải mà ra từ thôi. Như kêu từng khu chợ là giống như kêu hàng năm hàng 10 người vậy ra anh nhận. Vì vậy là anh lát anh nói sớm chợ anh có khoảng mấy bạn thanh niên á. Tại dạ. Em không có đi xuống dưới, chỉ có một tài xế xuống à. Thì anh nói với bạn dạ. Thanh niên phụ xuống hàng giùm em ha. Dạ dạ, để cái nói với mọi người khiên phụ à. Với lại giờ anh tổng kết giùm em coi xem ở dưới là có bao nhiêu đứa nít. Dạ cũng là 20 đứa gì đó. Anh tổng kết kỹ đó. Đi, anh tổng kết kỹ đi. Ví dụ một đứa em gửi xuống một thùng sữa, anh tổng kết đi. Dạ. Coi kỹ dạ. Để hơn đứa có đứa không. Dạ dạ. Dạ, tại vì em đi không xuống không được nên em gọi anh hỏi thăm. À vì mình tính 23 đứa cho nó dễ không? 23 đứa đi. 23 đi. Nhưng mà 23 đứa vô tiếng thì mình chia hết qua chia hết lại. 23 bạn ha. Dạ dạ. Rồi vậy em chuyển theo 23 thùng sữa chứ. Rồi có gì anh lúc trao quà anh cứ tranh thủ anh chia sẻ quay một vài hình ảnh giúp em để em chia sẻ cùng bà con cô bác ha. Dạ dạ. Dạ rồi cảm ơn anh nha. Gửi qua Zalo luôn, tại em có cái Zalo rồi đó. Dạ anh gửi qua Zalo số này cũng nhỏ em rồi, em nhỏ em gửi cho em. Dạ dạ. Vậy lát nhỏ em nó dặn quay cho. Em đi chưa anh? Giờ xe tới chuẩn bị đi á. Chắc khoảng giờ không biết giờ là mấy giờ, giờ là mấy giờ không biết nữa. 2 giờ rồi chắc khoảng. Giờ là xe tới điện thoại của em chưa? Dạ dạ xíu đi sẽ cho điện thoại với số địa chỉ. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi vậy nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ gửi bà con xuất quá nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, rồi vậy nha. Dạ dạ chào anh. Nè. 300 trái, 300 trái đâu mà. Đếm và ba. Đếm hơn 300 trái đi. Tại cái gần là 260 phần rồi. 257. Rồi mình vô bây giờ là có cho tài xế kia là tính thêm 3 phần còn dư 3 phần gạo trên xe. Dạ. Gạo còn dư 3 phần trên xe. Tại nãy lấy 16 bao còn dư 3 phần. À. Vậy gửi cho hai anh tài xế. Cứ là làm như hai người đi thì gửi cho Thanh Long á, gửi Thanh Long thôi. Em nghĩ gửi Thanh Long tại hôm qua rau củ quả mình cũng có cho rồi, ăn chưa hết đâu. Gửi Thanh Long cho họ về. Gửi trong bao Thanh Long vậy. Dạ rồi quyết. Dạ. Túi bịch Thanh Long anh. Với lại cho em 23 thùng sữa luôn anh đâu. 23 thùng sữa màu vàng á. 23 thùng sữa. Trang 23 thùng sữa. Điểm 300 trái. Đổ ra đi.
Dạ rồi quý khán giả, bây giờ thì coi như là sớm Khương Dừa đã chuẩn bị quà xong rồi. Khương Dừa cũng đã cập nhật cái danh sách của quý bà con cô bác mạnh thường quân gửi cho Khương Dừa để Khương Dừa mua quà. Rồi Khương Dừa liên hệ với điểm trao quà rồi, thì đợi xe tới rồi họ chuyển quà xuống dưới, họ mấy anh em dưới sắp xếp trao dùm Khương Dừa. Bây giờ Khương Dừa sẽ vô Khương Dừa chuẩn bị, Khương Dừa tổng kết cái số tiền của bà con cô bác gửi cho anh Phong á được bao nhiêu để Khương Dừa xíu. Khương Dừa với cậu Tư sẽ đi xuống dưới anh Phong để trao cho anh Phong với lại bé bị tiểu đường. Rồi Khương Dừa xin cảm ơn rất nhiều. Dạ quý khán giả thân mến, bây giờ thì xe trứng cũng về rồi, giờ chuẩn bị khiêng trứng xuống rồi chia trứng ra luôn rồi xong luôn. Rồi gọi xe kia qua là xiên trứng mình soạn xong rồi đó. Cái này có trả thùng không anh? À, cái này thùng thì anh muốn trả trả không vậy hả? Ừ, muốn trả trả, không trả thì cái thùng này thấy cũng xấu quá, thôi để anh lấy luôn đi. Rồi tiếp tiếp. Các bạn mới vừa nghỉ giờ làm tiếp. Quá trời. Rồi, đứng lên lưng cái lỗ cũng vậy luôn. Xịt tay chưa? Điểm bịch chưa mày? Điểm bịch, điểm bịch. Rồi, bà sửa, bà sửa ơi. Sửa mặc đồ đẹp quá ta. Sửa ơi. Sửa ơi. Đây, ôi trứng hôm nay bự nha bà con cô bác. Trứng ngon à. Trứng bữa nào cũng ngon. Trứng này đẻ ngoài ruộng luôn nè. Ngoài ruộng lụm sao để gì luôn à. Cái gì? Lấy rau không chị? Rau đâu nữa lấy. Cái rau gì nữa? Trời ơi, ông nhớ nhà 12 nhà ổng chứ đâu còn đâu nữa lấy. Vô mẹ hết cho mày đi. Nhiêu ngoài? Không vô điểm, điểm đi, điểm đi. Để con điểm đi. Hả? Vô thì mình để lại. Rồi rồi rồi, ok. Này mấy bài. Này mấy bài. Chụp chứ. Trời ơi, trời cái nắp đẹp ghê. Rồi kiếm thùng gì để ngoài luôn đi. Thôi khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Ôi này này đứng dịch, đứng đứng dịch đồng luôn nè. Này mua luôn ngoài đồng, đẻ luôn ngoài đồng luôn nè. 4 6 8 10. Bữa nay là phải mua nha bà con quá. Dạ bữa trước thì được tặng 6.000 trứng. Trao 2 3 bữa hết trơn. Hôm nay là mình sẽ mua. Bỏ rơm vô luôn cho nó yên. Hả? Bỏ rơm hả? Đâu đủ rơm bỏ. Để ông Tám ông lót ổ gà đó. Công quá vô mẹ đi. Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Trời ơi, rồi có trứng ngỗng nữa nè. Bên thùng kia có trứng ngỗng, đây có trứng ngỗng nữa nè. Cái bà chủ dịch bà nói là bà điếm trứng với lọc chiếc canh chỉ đây nha. Ừ. Đây. Bữa nay lên trứng cũng cực lắm mà con quá ơi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mười tám, chín, mười. Hôm qua, đi sao tới nơi gửi ra nó bể sạc lèn hết trơn. Cái này đáng lẽ mình đừng có bỏ rơm vô, với thứ hai là mình đừng rửa sạch trứng nó lại, nó có bể cũng chắc ra kho ăn cũng được. 4 6 8 10
Chục trứng này ăn cũng chắc cũng được ngày ăn cũng 3 bộ ăn ngày, ăn 5 trứng ăn được 2 ngày. Ít quá. Em anh làm chậm quá à. 16 18 9 10. Bịch này hơi bự ha, này bịch này hơi bự rồi. Này về mấy ngàn trứng trong 2 ngàn hả? 2 ngàn rưỡi hả? Chắc lên được, em lên cứ 5 ngàn trứng đi. Anh thấy như anh thấy 6 ngàn trứng mà trao cũng mấy bữa hết trơn rồi, sợ trao nhiều không, sợ trao không không kịp nó hư rồi con quá. Rồi ở xa xa kia thì mấy anh đang lên rau chuẩn bị ra xe, xe tới chưa? Ở chỗ nào rẻ mua nhưng mà nó phải ngon nha. Cho tới hả? Rồi mấy anh mấy chị ở đây vô trứng nha, mấy cô mấy chị ra ngoài đỡ đi vô trứng, em ra ngoài coi coi để rồi. Rồi đi 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 ra ngoài, đi ngoài. Ủa mình đang ống mình ra anh phụ đây đi. Ở bên đây đang xuống sữa 23 thùng sữa nha. Ở đây mấy chị cũng đang một tớ một nhóm mấy chị cũng đang chuẩn bị thanh long. Nay hôm nay cho sữa sữa này trước. Dạ rồi hết sữa này mình sẽ cho tới sữa của chị Loan. Chị Loan gửi sữa về đó. Làm gì vậy chú? Để thanh long hả chị? Đủ chưa? Hết rồi. Chết chồng lên đi bỏ thanh long mà luôn. Để cho lên đây luôn. Để bằng này bằng dễ để kia. Này thì kèm theo thanh long, người hai bà con hai trái, bà con hai trái. Ăn lấy thảo. Còn nhiêu để ngày mai trao tiếp. Cho ba vào bạch đường, đủ chưa? Chị đếm luôn không? Chia đủ luôn. Người hai trái. Đi nãy chú dặn cho một hộ hai trái rồi. Một hộ hai trái. Thì 330 được trái. Dạ. Còn lấy 2 bao cứ để lên nữa rồi. Lấy một bịch rồi sẽ cho. Xách một bịch thay cho tài xế thôi. Đi ra củ quả, qua ra củ quả qua có cho. Khiêng mình đi, chị. Xe đến nè. Thôi thôi xách bịch, xách bịch mớp cho chạy tài xế đi, hình như là em nhớ là mấy anh tài xế là anh chở rau chở trái cây hay sao á. Sợ trái cây đụng trái cây, xách bịch mớp cho anh lên đi cho anh về gia đình người vợ con rồi. Sáng dậy muốn cộng cảm bây giờ làm gì cái nó đổ mồ hôi cho nó khỏe luôn. Chó, tránh ra chó. Chó đi. Xe là của chị Phương, chị ở gần đây à. Ở chợ nổi Bình Điền. Sáng thì chị chở trái cây,
giờ thì chỉ chở đi hỗ trợ Phương Dừa. Ơi chào anh. Xong rồi gọi cái tới để lên luôn, để này lên luôn. Cái đó gửi về nhà dùng nha. Cái này anh đã dặn rồi, em tới đó cái sớm chọn họ xuống ha, có một chỗ à, một điểm mà họ xuống, mà mình đi ra chỗ khác cho họ xuống, xuống hết một chỗ luôn. Cái này giờ còn cái tính rồi à, sao lâu khỏi đi, sao lâu khỏi đi. Lấy về cho sớm luôn. Có đâu có ăn thêm không? Dạ. Thêm không? Thôi, chẳng rồi. Còn nhiều á. Thôi rồi, rồi. Cái kia còn dư ba bọc gạo á. Vậy là xe này lắc kéo vô hết. Ba. Ba bọc gạo á. Ba bọc gạo thì khui ra lấy lắc cho ba bạn luôn, hai bạn luôn chứ lắc không lấy tới đó người ta khui người ta lấy là kỳ. Lát mình khui ra luôn. Mình vô chở gì mình? Cho em một thùng sữa. Minh cho em thùng sữa dưa, sữa dưa lưới á, để xe cho mấy bạn uống, để theo xe uống bồ cho mát. Cái đó là sữa người lớn uống được. Được rồi. Dạ, dạ anh không, dạ, dạ anh khui ra em luôn đi. Khui ra rồi anh cất. Chứ hôm nay tới đó khui kỹ lắm, giờ anh khui luôn. Đó, đó mình khui mình đổ ra cho mấy anh. Gửi gì? Dùng. Thôi. Không sao đâu, chuyện cái khách về cho bà con ai khó khăn thì cho. Mình còn vui mà bạn. Sợ. Thì cái xóm đó chỗ đó khó khăn báo nha. Nhiều khi mấy anh em tài xế đi mà hỏi mình đi đâu, đi qua phát bà từ thiện mà thấy không có cho sớm mình gì trơn. Nhiều khi bà con cũng khổ. Vụ ấy thì cứ nói anh chuẩn bị cho. Hôm nay cái xe nhiều à, nhiều quà. 157 phần lận. Này vừa nhận xuống là đi chuyển, mình chia ra rồi mình đi trao luôn luôn. Cho nó còn rất là tươi ngon. Cứ chất đại đừng chất chồng quá, xe này rộng lắm. Đừng có chất chồng quá. Đâu còn gì nhiều nữa đâu. Qua đến gần đó mà đi đường cho nghĩ cái nó chặn á. Mình cứ quấn cái đường vòng người bên kia mình xuống lại. Sao chặn á? Nó chặn không đi vô á. Vậy hả? Mình phải đi vòng đường nhanh vô. Nó vậy mới đâu. Mới tới 3 giờ. Hôm qua mình đi xe ba gác mình đi đường vòng mới ác kìa. Đi đường Trần Đại Nghĩa mà nó vòng đi chơi là trứng nó bể hết trơn. Qua đi xe ba gác. Này là thiệt sự chia sẻ bà con cô bác luôn là mình nhập hàng được là một phần quan trọng, nhưng mà mình phải có xe để mình chuyển đi, mình trao cho bà con cô bác thì nhờ những cái xe của các bạn nè chở đi giùm rồi giúp bà con cô bác. Chứ mà không có xe mà chở đi thì cũng Khương Dừa cũng biết sao. Đối với những phần quà này xe ba gác Khương Dừa sao chở đi được. Xe ba gác mình đi gần gần thì được. Cái đuôi cột á anh đâu. Nén đâu rồi. Kìa bao đó ấy được rồi không lấy ra. Để bao ra, khỏi để bảo nắp vậy thôi. Đỡ đi lấy bao luôn đi, hẳn lộ lấy bao. Không không. Cứ để vậy đó cho họ xuống cho dễ anh. Anh lấy chỉ ba rau gạo ấy thôi. À lấy bao. Để ba bao ấy thôi. Ba bao để gửi dư thôi. Còn đây để cho người ta xuống cho dễ. Lấy bao bao ra. Lấy bao bao ra. Dư mà tại nhìn dư bao bao. Để đây mấy anh về. Vậy là lên luôn đúng không? Rồi, tiến lên. Nè nè. Đấy, về cứ để về con dùng con máy ai khó khó mình cho. Đi
Đó, 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 đó. Không, ta có xuống một điểm mà không sao đâu. Xuống một điểm mà tới đó người ta xuống rồi chia cũng được sao. Rồi khi lên, chưa lên, thấy lên. Còn gì nữa ta? Trứng thôi à? Dạ. Nổi không, nổi không? Rồi hai này yếu rồi không, sao yếu rồi ta? Đây sao phụ thôi. Thôi cho nó làm luôn đi. Làm tới công đoạn này là nó yếu. Hey. Trời. Thông, anh Thông đẹp trai mà giỏi quá, em là con gái em phá anh liền anh Thông. Em đừng nói vậy. Nhưng mà em là con trai em khoái anh được anh Thông? Được. Được luôn hả? Trời ơi, khoái là còn chơi luôn hả? Ta khoái mình ta mới thích mình đúng không? Tiếp hết luôn á. Không mà tiếp hết. Ăn lên đây luôn nè. Nhưng vậy em xấu em cũng chịu hết á không? Mày nói vậy là nó buồn như mày. Tao nghe vợ mày nói mày xấu hết chứ. Xấu là một nghệ thuật. Rồi 1, 2, 2, 3. Trời ơi, đông đỡ lại nữa. Xuống đây tao mày thải cho lẹ lông ơi. Rồi, xuống đi. Nhân nó nổi, nhân nó nổi, Phong theo không nổi. Phong nó theo không nổi. Không đuối rồi. Nắm lại không? Nhiều khi cái xóm của con dừa chỉ làm hai cái công việc mà nó trái ngược nhau, cứ xuống rồi xong rồi trở lên, xuống trở lên, xuống trở lên. Phải nhập ngon hàng thiên nhiên á. Rồi này gửi theo để anh xe uống khát nước uống đói uống ngon lắm, ngon lắm á. Tại vì đi dọc đường mà con quý bác thấy sao không? Đi dọc đường không có mua nước được, không có mua cái gì ăn uống được hết trơn. Để hay sữa các bạn đói còn uống được. Lại sữa trái cây. Không dính lên đó hả? Lên rồi. Wow. Xong. Tới đó sẽ có người xuống. Rồi. Rồi cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc sức khỏe. Xe ngoài bình điện mà. Có còn không? Còn ha. Có ha. Rồi rồi anh em đi nha. Rồi chào tạm biệt. Dạ rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Vậy là xong một ngày chuẩn bị quà của Phương Dừa. Thì giờ quà tới rồi thì ở dưới xóm trọ họ sẽ cập nhật hình ảnh cho Phương Dừa. Rồi Phương Dừa sẽ chia sẻ cùng quý bà con cô bác. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xuống lấy nguyên thùng luôn.
bây giờ là đang phát cho khu nhà trọ anh Thương Dừa ơi. Hiện tại là mọi người nhận một bịch trứng nè, với một bịch củ quả, với một túi gạo. Đó, giò thanh long. Thanh long rồi sữa này cho em bé nữa đây. Đây em quay đây, nhận được rồi nè. Nhận được quà của anh Thương Dừa rồi nè. Đó, bây giờ mọi người đang phát cho nè. Rồi. Chú đi, chú đi đi. Quay video mà. Đó, bây giờ đang phát đây, phát cho mọi người trong khu chợ đây. Đó. Đó, đang phát cho mọi người. Đó. Mấy cô chú bán vé số nè, mấy người ở chợ gặp khó khăn nè. Người túi gạo năm túi gạo với bịch rau củ quả, với bịch trứng, với thanh long. Thanh long ở đây, thanh long. Đây là thanh long đây. Thanh long là của anh gửi qua đây nè. Rồi với sữa. Đó, bây giờ nói chung là bây giờ đang phát, tập trung phát.